Lại tiếp tục dọn kho đây các bác ơi, em Hiền xin được giới thiệu đến tất cả các bác những dòng micro lẻ lô, những dòng micro đắt tiền, hàng đẳng cấp và hàng bình dân, tất cả đều có hết các bác nhá. Và ở đây có rất nhiều mẫu mã, rất nhiều chủng loại để tất cả các bác chúng ta lựa chọn. Những dòng micro thương hiệu đến từ Đài Loan, đến từ Nhật, đến từ cái hãng của Đức. Đấy, thì tất cả các bác chúng ta xem đấy, những bộ micro này có đáng tiền hay không. Và trên video này thì em Hiền sẽ cố gắng lướt nhanh nhất có thể. Rất mong tất cả các bác chúng ta cố gắng, chúng ta nán lại và xem thật kỹ. Để trên video này chúng ta sẽ có một cái phương pháp lựa chọn hiệu quả nhất, hay nhất và những cái bộ micro cảm thấy vừa túi tiền nhất đối với lại tất cả các bác. Và ở trên like này, rất mong tất cả anh em đang xem video thì cố gắng tặng cho em Hiền xin một like. Chỉ mất 3 giây thôi, một phương pháp để tăng lên cái phần đề xuất và giúp đưa đến người dùng tiếp cận được những cái dòng sản phẩm tốt. Đấy, và Cao Hiền sẽ trả cũng như là thanh lý cho tất cả các bác với mức giá rẻ nhất có thể các bác nhé. Đầu tiên em Hiền xin được thanh lý cho tất cả các bác 500.000 một đôi loa. Đấy, dòng loa này của nó là dòng loa chuyên về hỗ trợ lời các bác ạ. Các bác nhìn đây, bát tép này, dòng này thì nói thật là nó chỉ có duy nhất một cặp thôi, nó không có nhiều. Và ở đây các bác có thể nhìn thấy là cặp loa. Đấy, hình thức của nó thì nó còn khá là sạch sẽ các bác ạ. Hình thức của nó thì còn khá là sạch sẽ. Đây. Đây, con này của nó là dòng loa lời các bác nhá. Và với con này thì các bác có thể nhìn thấy là bát tép của nó thì nó là một cái dòng loa nó mang cái chất của Mỹ các bác ạ. Nhưng mà thùng vách của nó con này thì nó có xước sát, nó có dạn nứt đây, nhưng mà mọi thứ là vẫn còn ok, rất là chắc chắn. Em thanh lý cho các bác cặp này cả hai loa. Đấy, với giá 500.000 đồng, các bác về keo kiếc cái thứ, vệ sinh và tuốt lại cho nó đẹp. Thì dòng này của nó là dòng full bát của nó là bát 16 các bác. Đấy, bát của nó là bát 16, các bác nhìn thấy không? Đấy, cái nón của nó rất là lớn và hoàn toàn em Hiền chưa vệ sinh, chưa lau chùi về cái bụi bặm các bác nhá. Đấy, và nhớ giúp em Hiền là cặp này chỉ có 500.000 thôi. Đẩy ra anh em ai lấy cặp này, đấy, các bác chốt cho em Hiền. Cặp thứ hai đó chính là một dòng micro đến từ cái thương hiệu là Zen các bác nhá. Thương hiệu của nó là Zen và DHMX3. Thì hai con này của nó là có một chiếc đầu của nó là đầu màu đen các bác ạ. Một chiếc đầu của nó đầu màu đen, là với cái mã của nó là AM8050. Đấy. Con này thì các bác nhìn thấy là nó rất là đẹp, mặt mũi của nó rất đẹp màu đen nhá. Và một con của nó là mặt màu vàng với thương hiệu của nó là DHMX3. Mặt mũi của nó là vàng gold cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, mặt mũi vàng gold. Và tất cả con này của nó em khẳng định luôn các bác là vẫn chưa vệ sinh. Đấy, chưa lau chùi. Các bác nhìn bàn tay của Cao Hiền rất là vất vả luôn. Bởi vì tất cả hàng này có là cầm trong kho ta vẫn nguyên bụi nha. Mặt nó màu vàng gold rất là đẹp. Và ruột gan của nó cho các bác xem qua đây. Ruột gan của nó hàng bãi xịn thì chắc chắn một điều là các bác nhìn nó sẽ khác hoàn toàn so với lại hàng nhái, hàng fake. Đấy, ruột gan đây. Và với những bộ micro như thế này, đấy, ba bộ này. Đấy, bộ này còn là bộ số 2. Bộ số 1 chứ. Bộ số 1, em Hiền xin phép đấy, thanh lý cho các bác. Mỗi bộ chỉ có 1 triệu đồng. Đấy, mỗi bộ 1 triệu đồng các bác nhá. Có cả chống lăn, có cả chống sốc luôn. Đấy, tay chân này anh em thợ đã dọn dẹp rất là đẹp rồi. Dòng này của nó có một cái điểm hay là nó sử dụng cái dòng côn neo bi cúc các bác ạ. Côn neo bi này của nó tiếng ra rất là uy lực, rất là mạnh mẽ luôn. Đấy, và với những cái dòng micro như thế này thì các bác yên tâm rằng là kể cả từ về cái chất lượng, các bác nhìn này, MX này. Đấy, DX này, đấy là nó có mã code, mã vạch đầy đủ nhá. Đấy, và ruột gan con này của nó thì nó cũng khá là đẹp. Tay chân đẹp, côn neo bi. 1 triệu một bộ cho ba bộ này. Một đầu đen, hai đầu vàng. Đấy, tay chân của nó thì như nhau hết các bác nhá. 1 triệu đồng. Đấy. Này của nó thì không còn nước còn tát gì nữa rồi. Bộ số 1 các bác nhá. Anh em ai chốt cho em bộ này? Ba bộ số 1. Đấy. Và tất cả những cái bộ micro nào giá trên 1 triệu thì em Hiền đều tặng pin. Bộ này 1 triệu không tặng pin. Đấy, các bác nhớ giúp em Hiền là 1 triệu đồng một bộ. Bộ tiếp theo đó chính là một bộ micro đấy, mang thương hiệu Sansui. Sansui thật ra nó là một cái thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật các bác nhá. Nó là một thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật, tay của nó rất là đầm, rất là chắc. Em còn có mấy bộ thôi. Thật ra là cây này của nó là không còn nhiều đâu các bác nhá. Không còn nhiều. Đấy, và với con này thì tay của nó tay hợp kim. Đấy, côn của nó đây các bác này. Anh em nhìn thấy không? Và con này thì bổ sung ngay ruột đi. Đấy. Và cho các bác xem qua này, nội thất này. Đấy, vẫn còn nguyên giấy ni lông các bác nhìn thấy không? Nguyên giấy ni lông này. Đấy, nguyên số phòng này. 99 này, con này còn là phòng VIP 99 các bác nhá. Đấy, ruột gan của nó thì còn khá là đẹp các bác ơi. Còn khá đẹp. Côn đẹp. Và với một cái thương hiệu Sansui đến từ Nhật Bản thì các bác yên tâm rằng là với con này, phân khúc này thì các bác
biết là đầu của nó nặng đến tầm khoảng 3 cho đến 4 cân. Đấy, tắt Bluetooth đi cái. Đấy, 3 cho đến 4 cân. Đấy, Sansui một thương hiệu đến từ Nhật Bản, đầu nó nặng lắm. Và ở khu vực phía sau các bác nhìn này, vẫn còn nguyên bụi nhá. Cái này của nó thợ của em chỉ cần lau một phát là sạch tinh. Những dòng này của nó là vừa lấy được ở trong kho ta, thì trong kho nó bụi thôi, nhưng ruột gan của nó thì rất là đẹp. Có rắc cơ đông rắc 6 ly, dòng này em vệ sinh phát là bóng loáng. Đây, các bác nhìn này, ruột gan của nó đây. Ruột gan của Sansui thì các bác không lạ rồi, rồi tất cả xử lý cũng như là hèn sử dụng những con tụ nhôm để lọc tiếng. Đấy, xử lý tiếng rất là đẹp, mềm mạch đẹp. Và dòng này thì nó có cả rắc cơ đông rắc 6 ly rất là đầy đủ. Và với con micro Sansui này, trên live ngày hôm nay vẫn tặng cho các bác một bộ pin. Đấy, cả pin cả sạc, tay nó nặng lắm các bác ạ. Tay đầm chắc xương. Đấy, đưa bộ pin xem nào. Đấy, nghe đến cái là phải biết ngay là chúng ta nên chuẩn bị cái gì, đúng không? Đấy, một bộ pin cả sạc luôn cho tất cả các bác luôn. Đưa cái vỉ pin đây. Đấy. Đó, để cho các bác nhìn thấy này. Tặng cho các bác một bộ pin, bộ nào trị giá trên 2 triệu đều có tặng pin. Bộ này em xin phép để cho các bác 1,2 triệu. Bộ số 2 tặng cho các bác thêm một bộ pin sạc. Đấy, những bộ nào giá trên 1 triệu vẫn bảo hành cho các bác là 3 tháng hỗ trợ trọn đời. Còn những bộ nào em thanh lý mấy trăm là bao sống bao test luôn các bác nhá. Đấy, và tiếp theo em xin thanh lý cho các bác một bộ duy nhất. Tất cả những dòng hàng này của nó là cái khu vực phòng hát này là nó toàn bộ là nó xử lý cái hệ thống âm thanh là toàn bộ là toàn Audio Technica rồi Sansui rồi Yamaha, toàn thương hiệu của Nhật thôi các bác ạ. Và dòng này của Nhật nhưng mà nó vẫn được sản xuất lắp ráp tại nhà máy của Biovia, một thương hiệu cực kỳ đẳng cấp và đắt đỏ ở thị trường của Đài Loan các bác ạ. Dòng này thì em nói thật các bác là nó là dòng Bayer. Đấy, và được mệnh danh là thánh nịnh tiếng các bác nhá. Được mệnh danh là thánh nịnh tiếng, ruột gan hàng xịn sò. Và tay chân của nó thì nó được gọi là zin đét 100% luôn các bác ơi. Tay chân zin nhá. Zin thì đương nhiên là nó sẽ có những nốt xước sát nhẹ nhẹ, không thể tránh được. Và đây của nó thì hôm trước em có mấy bộ lẫn lô em thanh lý cho các bác, cái là các bác bốc hết vào ngày hôm nay. Đấy, chỉ để cho các bác với giá là 1 triệu 700 nghìn đồng. Đấy, 1,7 triệu đồng duy nhất. Đấy, rẻ hơn so với giá thị trường thấp nhất là tầm khoảng 5 cho đến 700 nghìn. Đấy, lẻ một bộ, bộ số 3 tặng pin cho các bác đi em. Đấy, tặng pin cho các bác một bộ pin sạc 1,7 triệu đồng, tay chân zin đứt luôn. Yamaha các bác nhá, thương hiệu đến từ Nhật Bản, ruột gan các bác xem rồi đúng không? Bộ số 3 tiếp theo. Đấy, một dòng micro thương hiệu đến từ đất nước Đức đây các bác ơi, một thương hiệu đến từ đất nước Đức, đó chính là dòng BBS GS148. Thì dòng này của nó các bác nhìn mên mạch ruột gan của nó đây. Mên mạch ruột gan thì các bác biết rồi. Đấy, dòng này của nó có hai dòng vỉ, một là dòng vỉ tím, hai là dòng vỉ xanh. Tất cả của nó là đều là thế hệ đời cao. Bản của nó là bản GS có chế độ tự ngắt hết các bác nhá. Có chế độ tự ngắt hết, và dòng này của nó là dòng size nhỏ, đầu thu nhỏ, anh em mua đi làm đám hiếu, đám hỉ hoặc là các bác sử dụng cho những cái chương trình sự kiện thì các bác chỉ cần để hai đầu thu như thế này thì nó mới bằng một chiếc đầu thu. Đấy, nó rất là tiện lợi. Và phía sau thì nó có đầy đủ tất cả các cổng ăn chơi. Đấy, 6 ly Canon đầy đủ. Và dòng này còn là thế hệ đời cao, bản GS có chế độ tự ngắt rồi các bác. Đây, tay chân thì em cũng nói luôn, trong quá trình sử dụng thì nó bị bạc màu sứt sơn, thì anh em thợ cũng đã vệ sinh tút tát lại rất là đẹp rồi. Và bản này của nó là dòng côn neo 2 cấp các bác ạ. Dòng côn neo 2 cấp, chất lượng âm thanh của nó ra rất là phê. Và tất cả ruột gan của nó còn mới lắm các bác ạ, đời cao mà. Đấy, dòng này thì nó có chế độ đặt xuống như này là nó tự động nó tắt tiếng. Đấy, và nhấc lên cái là tự động nó đóng tiếng lại. Và bản này có là bản GS. Chính vì vậy mà rất nhiều anh em người ta thích bộ micro này. 1,7 triệu đồng, rẻ hơn thị trường thấp nhất 500. Đấy, tặng thêm bộ pin sạc cho các bác chơi cho nó máu. Đấy, 1,7 triệu đồng một bộ, có cả chống lăn, chống sốc xịn. Đấy, và đầy đủ nguồn dây 6 ly bao ship cho tất cả các bác trên toàn quốc, bảo hành 3 tháng hỗ trợ trọn đời. Rồi, ok. Và một sản phẩm tiếp theo em xin được giới thiệu cho tất cả các bác là dòng micro với thương hiệu là BBS. Bản này còn là bản VIP BBS mã S775. Dòng này còn là dòng mã cao các bác nhá. Ngoài cái dòng S320, S328, đấy, S280 hoặc là S350, nhưng mà con này còn là S775. Mã này còn là mã cao, và cho các bác xem qua về ruột gan linh kiện của nó đây. À, các bác nhìn cái ruột gan các bác biết là hàng xịn, hàng đều nhá. Cam kết nếu mà không phải hàng xịn, đấy, xin phép tặng không cho các bác. Đấy, miễn phí luôn. Và các bác nhìn thấy là nó có dòng này của nó là dòng thế hệ đời cao Anten rồi. Đấy, ruột gan tay chân của nó là như thế này đây. Đấy, ruột gan đây. Tất cả nó đều chạy côn neo và neo 2 cấp, có những loại nó có cái chụp nhựa này, còn có cái loại thì cái côn neo của nó là nó lòi ra ngoài.
thì tiếng tăm của những dòng này thì anh em không cần phải bàn cãi rồi. Đấy, dòng này có là dòng đuôi chuột. Đấy, có chế độ GF tự ngắt nó nằm ở đây các bác nhá. Các bác muốn bật chế độ tự ngắt các bác ấn đây. Các bác muốn tắt chế độ tự ngắt các bác ấn đây, giữ cho em Hiền 3 giây. Nó sẽ lên một phần GI on và GI off. Đó. Và bộ này thì em Hiền cũng chỉ để cho các bác bộ này là S775. Đấy, tay chân này, các bác nhìn không? Rất đẹp rồi. Và với bộ micro này là bộ dùng cho phân khúc gia đình hoặc là dùng cho đi làm show, làm sự kiện, lắp phòng hát rất ok, bởi vì sóng của nó có thể đạt cho các bác tầm khoảng từ 50 cho đến 150m các bác nhá. Từ 50 cho đến 150m S775 500 kênh riêng biệt. Và với bộ micro này, đầu thu đẹp, sạch sẽ, tay chân đẹp, em để cho các bác đấy, với mức giá gần như là không lợi nhuận. Đấy, em để cho các bác với giá 1.850.000 đồng tặng cho các bác bộ pin nhà mình. Đấy, còn mấy bộ là để cho các bác với giá rẻ nhá. Đấy, bộ này và là bộ Q9 của nó thì như nhau, nhưng dòng Q9 của nó thì là bản nó cao hơn một chút. Đấy, bộ này bộ số 5. Và tiếp tục giới thiệu cho các bác bộ Q9 này. Q9 nó cũng là mặt như S775, nhưng mà phân khúc Q9 thì nó sẽ có một cái sự khác biệt một chút. Đấy, con kia của nó là ruột ngang, con này của nó là ruột dọc các bác. Đấy, và mên mạch các bác nhìn thế này. Đấy, dòng này thì sóng của nó cũng có thể chạy cho các bác tầm khoảng từ 50 cho đến 150m. Đấy, đi làm show, làm sự kiện, đám cưới, đám xin, tiệc tùng, hội nghị. Và đối với cái bản này thì tay chân của nó giống y hệt như con 775. Nó không khác gì các bác nhá. Đấy, không khác gì, đều là gô logo đỏ. Đấy, đều là côn neo 2 cấp. Đấy, và tiếng tăm của những dòng này rất thoát, rất bay luôn. Đấy, và bản này trước đây em khẳng định các bác em toàn bán 2.4 triệu cho đến 2.5 triệu thôi. Và trên live ngày hôm nay vẫn để cho các bác với mức giá bộ Q9, bộ số mấy đây? Bộ chú Q9, bộ số 6 vẫn tặng cho anh em một bộ pin, một bộ sạc. Và bao ship cho tất cả các bác toàn quốc, bao cho anh em là tiếng cực kỳ là phê luôn, không hay, không lấy tiền. Bộ số 6 là bộ Q9, bộ số 5 là S775. Đấy, chênh nhau đúng 100.000 các bác lấy bộ micro nào. Đây, em chỉ còn có mấy bộ thôi các bác nhá. Đấy, và tiếp theo em xin được giới thiệu cho các bác những dòng micro bình dân nhất này, ít tiền nhất, đó chính là dòng Cát Huy, một thương hiệu đến từ Đài Loan các bác ạ, đến từ Đài Loan. Dòng này thì các bác yên tâm là ruột gan của nó đẹp lắm. Đấy, ruột gan nó đẹp lắm. Đấy, dòng này thì các bác nhìn này, con này của nó là cathuy.com, các bác nhìn thấy không? Dòng này thì nó là phân khúc rất ok. Và các bác nhìn đây, dòng này của nó thì tay chân dòng này là dòng côn giống như kiểu Sua Beta 58 các bác nhá, tiếng rất là bay nhẹ. Đấy, dày, tay chân anh em thợ cũng đã dọn dẹp rất là đẹp rồi, và mặt của nó thể hiện là một cái độ huyền bí. Riêng đối với cathuy em cắm điện cho bác nhìn cái là các bác biết là cái độ chất của nó luôn. Đấy, ruột gan này, đấy, bên mạch này, phía sau này, đấy, rút cái dây điện nó có sẵn này kìa. Đấy, đây các bác nhìn nhá, cắm điện luôn cho các bác nhìn là các bác biết là cái độ chất của nó rồi. Đấy, và mặt mũi của nó đây, các bác nhìn này, rất đẹp. Hai bên nút volume của nó là đều có quắc kia cái thứ đầy đủ. Đấy, và với hai bộ này của nó có ít thôi em ơi, có hai bộ thôi à. Con này của nó chỉ có duy nhất hai bộ đẹp như thế này thôi các bác nhá, hai bộ lẫn lô về. Đấy, mặt mũi của nó rất là sang trọng, rất đẹp. Và con này của nó, tay chân của nó thì cũng đã được vệ sinh dọn dẹp rất là đầy đủ rồi. Và đây, hai bộ Cathuy để cho tất cả các bác với mức giá chỉ có 1.050.000 đồng. Đấy, những giá này là giá là em trả cho các bác không lợi nhuận, không có đồng tiền bát gạo nào nữa. Đấy, và bộ này em sẵn sàng tặng cho các bác thêm một bộ pin cả sạc, bộ số 7 Cathuy. Đấy, bộ số 7 các bác nhớ giúp em Hiền nhá. Bộ số 7 Cathuy 1.050.000 đồng bao ship. Và tiếp theo em xin giới thiệu cho tất cả các bác một dòng quản lý nguồn hàng xịn sò đến từ Đài Loan. Con này có nó là con Line New các bác nhá. Dòng này có nó hàng xuất dư. Đấy, hàng bãi như vẫn còn nguyên hộp các bác ạ. Tiền nào của đấy thôi. Và với con này thì các bác nhìn thấy là nó có hai lỗ cắm đằng trước, đồng hồ điện này, bật tắt từng kênh, hàng xịn của hãng GTS Đài Loan. Các bác nhìn đây. Đấy, dây của nó thì to như ngón tay cái. Các bác nhìn này, dây này mà rất là dẻo luôn các bác nhá. Dây xịn của nó dẻo lắm. Con này có là được hàng xịn sò của Đài Loan. Đấy, đằng sau là tất cả các lỗ cắm này, bảo vệ này, điện này, chống sét này, chống quá tải này. Đấy, lean out này, điều khiển từ xa này, rất là phê luôn. Đấy, và con này thì giá mới của con này hiện tại bây giờ đang tầm khoảng gần 200 đô la Mỹ, tương đương tầm khoảng 4 triệu. Em chỉ để cho các bác bộ con quản lý thiết bị điện này. Đấy, về cắm lên trên dàn âm thanh các bác quản lý tất cả các thiết bị, chống chập cháy, chống quá tải, chống sét rất sướng. Đấy, và với con này thì em để cho các bác với mức giá 1.500.000 đồng. Đấy, cho các bác xem qua về cái nội thất ruột gan của nó đây.
tất cả các cửa đều có những cái cuộn dây đồng lọc điện, tiếng tăm của nó rất là phê các bác nhá. Quản lý điện rất là chuẩn các bác nhá. Đấy, lọc điện này, đấy, tránh ô sôi ù, và tất cả các cửa đều có những hệ thống automat auto, tức là tự động. Đấy, 30A và áp tổng của nó ở phía trước là 60A, tương đương với tầm khoảng tương đương với tầm khoảng 9 cho đến 10.000 W các bác nhá. GTS nó là một thương hiệu nổi tiếng của Đài Loan. Tiền nào của đấy thưa các bác ơi, mua đồ rẻ thì đừng yêu cầu nó quá cao, và bỏ thêm một vài trăm nghìn thì chúng ta mua đồ đắt tiền, chúng ta chơi nó vẫn cứ thể hiện cho chúng ta một cái sự đẳng cấp, cũng như là cái độ chất của thiết bị. Bộ số con số 8 là GTS, đấy, quản lý nguồn 1,5 triệu, bao ship và bảo hành cho các bác 1 năm luôn. Con này có nó hàng live new nhá, hàng xuất dư được gọi là hàng bãi nhưng mà chưa qua sử dụng, vẫn còn nguyên hộp, em đủ tự tin bởi vì hàng xịn, bảo hành cho các bác 1 năm, bao ship toàn quốc, ok. Đấy, và một sản phẩm tiếp theo em xin được giới thiệu cho tất cả các bác là một dòng micro cao cấp của hãng 3G Audio các bác ơi. Đấy, con này có nó là hoàn toàn thợ của em chưa lau chùi mặt mũi nhá. Đấy, có cái cuộc chơi nào để lau qua cái mặt cho các bác nhìn cái không em ơi. Đấy, dòng này của nó dòng xịn của 3G các bác nhá, nhìn nội thất ruột gan các bác đây. Nhìn nội thất ruột gan ở đây, lấy con dưới. Đấy, các bác nhìn thấy không? Điện rất đẹp luôn. Đấy, bên mạch to, hai hộp sóng to như hai bao thuốc lá, và phía sau thì nó có cả Canon này. Đấy, có cả dây 6 ly này, tất cả những thông số kỹ thuật của con này thì nó rất là ok. Đấy, và đây là thông số kỹ thuật là dao động là tần số này. Đấy, cảnh báo này. Và con này thì các bác nhìn thấy là nó mên mạch ruột gan của nó là hàng xịn của 3G các bác biết rồi. Và tay chân của nó là dòng micro chuyên nghiệp nhá. Anh em mua về để lên làm show, làm sự kiện, trên tay nó còn có cả hệ thống setup đa chiều các bác ạ. Đấy, cài đặt được cả trên mic này. Cái con này của nó có chế độ kích hoạt sóng xa và sóng gần các bác nhá. Đấy, và con này tất cả côn của nó là côn xịn của 3G, tiếng rất ấm, rất đấy. Tay chân thì đương nhiên là nó có xước sát nhẹ các bác ạ. Tay chân có xước sát nhẹ, không thể tránh được. Đấy, và với con này thì nó dòng thế hệ đuôi chuột, và tất cả những cái phần này của nó là đều là hợp kim các bác nhá. Đấy, thân của nó bằng hợp kim. Đấy, cài đặt setup, cài đặt trên này. Đấy, phòng số 9 này, mã 13 này. Dòng này là người ta bình thường người ta đi làm ở những cái bar, những sân khấu lớn các bác ạ. Chứ bình thường ra thì chúng ta không sử dụng những dòng như thế này đâu. Đấy, dòng này của nó là 3G. Đấy, một mã cực kỳ là cao, với cái mã của nó là ACT series các bác nhá. ACT series. Đấy, là tức là dòng này của nó có công nghệ ACT, chương trình dò sóng tức thời, và ở trên này thì nó có tất cả những thông số kỹ thuật hiện đại. Đấy. Dòng này thì trước đây em Hiền bán toàn 2,5 triệu thôi. Đấy, và lẫn lô. Đấy, duy nhất chỉ có 1 2 3 4 5 6 cái đầu, nhưng mà chỉ có 2 bộ tay các bác ạ. Rất là buồn. Đấy, 6 cái đầu và chỉ có 2 bộ tay. Em để cho các bác những bộ micro 3G như thế này với mức giá là 1,250,000 đồng tặng pin tiếp đây em ơi. Đấy, ra cho bằng hết luôn. Đấy, và những bộ micro như thế này 1,250,000 đồng bộ số 9 em tặng pin cho các bác. Đấy, sóng của nó có thể ổn định các bác tầm 50-100 mét, côn 3G tiếng cực kỳ xịn sò luôn, hàng xịn của 3G đòi cao các bác nhá. Và một sản phẩm cuối cùng ở trên live ngày hôm nay đó chính là một bộ micro với thương hiệu là Audio Technica. Audio Technica ruột gan của nó đây, cho các bác xem qua về cái mên mạch của nó thì các bác biết rồi. Dòng này của nó là một thương hiệu đến từ Nhật Bản và được sản xuất lắp ráp toàn bộ tại Đài Loan các bác nhá. Dòng mic này của nó là dòng micro chuyên nghiệp. Đấy, rất đắt tiền, và thế hệ của nó là bản VIP đòi cao được bác. Đây, các bác nhìn này, Made in Taiwan, các bác nhìn thấy không? Con này của nó là sản xuất lắp ráp xịn của Đài Loan. Đấy, Audio Technica nó là thương hiệu rất khét của Nhật. Và với con này thì nó có cả chế độ gia tốc, có cả chế độ tự ngắt các bác nhá. Có gia tốc, có tự ngắt, và tay chân của nó thì zin đét 100%. Và em cũng nói luôn, đã là tay zin thì không thể nào tránh được cái sự sát nhẹ. Và cái côn này của nó là nó sử dụng cái côn như, giống như kiểu côn Bayer, nhưng mà của theo tiêu chuẩn của Nhật các bác nhá. Đấy, và dòng này của nó là dòng đuôi chuột. Đấy, sóng của nó rất là phê. Đấy, sóng nó rất là phê. Có gia tốc, có tự ngắt. Và với bộ này, đấy, bình thường em bán 1,9 triệu. Đấy, và ngày hôm nay trên live em để cho các bác chỉ còn duy nhất 2 bộ. Đấy, 2 bộ đẹp. Em để cho các bác 1,550,000 đồng tặng pin sạc luôn cho các bác luôn. Đấy, 1,550,000 đồng bộ số 10 tặng cả pin cả sạc. Tất cả các bác ai đang xem video, cố gắng cho em Hiền xin một like. Và anh em ai quan tâm đến sản phẩm nào, các bác gọi điện ngay qua số điện thoại 0936118 để chốt đơn các bác nhá. Chúc cho tất cả các bác một ngày mới vui vẻ, tràn ngập hạnh phúc, sức khỏe, và xin chào tất cả nhá.